Chào các bạn, và bây giờ tiếp theo video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cân tự động tắt hay là tính năng auto off. Thì trong điều kiện trên mỗi cái cân điện tử thì thông thường thì có mặc định cái cân là tự động tắt sau một khoảng thời gian dài không sử dụng, ví dụ như là 5 phút, 10 phút hoặc là 20 phút tùy theo cái mỗi cái dòng cân điện tử. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt lại, hoặc có thể là không cân lúc nào cũng mở hoặc là tự động tắt sau 10 phút. Thì đầu tiên thì các bạn có thể bấm vào giữ sát trong vòng 3 đến 5 giây đến khi nào mà cân khi nó tiếng bíp thì buông ra. Và sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp đến khi nào màn hình hiển thị chữ A off, có nghĩa là auto off, và chúng ta sẽ bấm T để xác nhận cái chức năng này. Thì lúc này màn hình hiển thị chữ Y nghĩa là Z thì chúng ta đồng ý với, có nghĩa là cân mình chọn là tự động tắt, hoặc là bấm tiếp sát để hiển thị No là N. Như vậy là No là không chọn và Z là chọn, thì tùy theo cái mục đích sử dụng của mình mà chúng ta chọn No hoặc Z. Thì hiện tại ở đây để tiết kiệm pin hoặc là để an toàn trong sử dụng, khi mà chúng ta lỡ quên mà không tắt thì chúng ta sẽ bấm Z và chúng ta sẽ xác nhận. Đây, và lúc này cân đã trở về màn hình cân bình thường và tự động tắt sau 10 phút. Vâng, xin cảm ơn các bạn.